Hello anh em, thông tin mới từ Thomas là Thomas cho lít sàn mọi người nha. Lít sàn là cho lít sàn, trước tiên là cho rút về sàn thì nó sẽ hiển thị lên cái trên bí kết, trên bí kết á. Ok, thì mọi người chưa có bí kết mọi người biết đăng ký đâu ha. Ok mọi người, bây giờ mình ta vào Thomas app. Thì mình cũng mới làm Toma sau này mọi người, làm chỉ có thời gian cuối thôi, thì mình chỉ được có như đây thôi. Ở đây chúng ta sẽ có cái mục lem on up top nè, nghĩa là một cái APT này á, là nó cho free mọi người đó. Mọi người hãy bấm connect cái ví wallet ví Bitget của mình nha, để nhận cái này nha. Ok, bữa nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách là rút về cái sàn sàn Bitget, là rút uptrend đó mọi người. Ở đây nó gà phí gà là không có phí gà luôn nè, gà free. Ok chúng ta let's go thôi. Ok cái này ê ê ê không có stack nha mọi người, không có stack nha anh em, stack từ 14 ngày sau anh em được nhận nha. Mình là không có stack, mình skip là stack thì được ship. Cái này là nó chưa tính cái vé vàng đó mọi người, kệ vé vàng từ từ tính sau đi. Mắc là mình được vô đây. Ok là mình sẽ deposit nó về. Đây là cái Bitget này USD, thì chúng ta vào vào cái sàn Bitget của chúng ta thôi. Và chúng ta copy copy cái USD đấy. Ok và chúng ta quay lại đây, dán một cái USD. Dán vô. Còn cái address áp thuật. Fred là áp thuật nào mà chúng ta vào đây thôi. Em ta vào cái tài sản này mọi người, đây tài sản của ta vào Wishbox, chúng ta lấy kiếm cái áp thuật áp thuật tù ma chứ. Ok nạp tiền mọi người. Ok chọn mạng là mạng Aptos thôi mọi người, nó có nghĩa là cái blockchain của nó. Ok mọi người dán vào đây thôi, Bitget đó, dán vào rồi kiểm tra lại nó đúng không. Ok cái BBC 28, ok ok 287 à, 287. Ok, chúng ta submit thôi rồi nó confirm lại tao có nhiêu đây Toma Bitget ID và cái địa chỉ. Ok mọi người, mà chờ tới ngày list thôi. Ok mọi người, anh em làm theo hướng dẫn nha. Bye bye anh em. Ai chưa đăng ký sàn Bitget tiền. Bye bye mọi người. Hẹn mọi người vào cái video sau.